chúng ta xin Chúa thánh hóa của ăn của nhà để của ăn của ăn của uống để chúng ta được hưởng dụng do lòng nhân từ Chúa. Xin quý ông bà và anh chị em chúng ta ổn định trong giây lát ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu ân lành của Chúa đã ban xuống trên từng người chúng con. Cách đặc biệt là Chúa đã ban thiên chức linh mục cho những người anh em của chúng con để họ ra đi loan báo tin mừng tình yêu của Chúa. Giờ đây xin Chúa chúc lành và thánh hóa của ăn của uống mà chúng con sắp hưởng dụng do lòng nhân từ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vâng, kính chúc quý ông bà và anh chị em, quý cha, quý tu sĩ ăn một bữa ngon miệng. Vâng, chúng con đã chuẩn bị sân khấu ở đây. Trong lúc thưởng thức những món ăn vật chất ở trên bàn thì chúng con xin kính mời quý ông bà và anh chị em nào chúng ta có khả năng về những tiết mục văn nghệ. Chúng con xin kính mời quý ông bà và anh chị em tiến lên sân khấu và đăng ký với ban tổ chức của chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Trời xanh, gió đêm hương thơm lành, sóng đưa từng lời ru, ôi áo ôi à. Một ngày nắng đã lên, vui đi ta lo gì, đời có bao lâu có mấy khi. Thuyền xuôi gió dấu phong ba, ta vẫn kiên trì, sóng ca đừng ngã tay chèo. Lòng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và toàn thể quý ông bà và anh chị em. Mọi người thấy các em có dễ thương không ạ? Vâng, hết sức dễ thương cho các vũ điệu bài ca tôm cá. Muốn nhắn nhủ đến tân linh mục
ca mới của chúng ta, ca Giuse Phạm Anh Khoa rằng dấu cuộc đời có những lúc sóng gió nổi trôi, có những lúc phong ba báo táp, nhưng vẫn còn đó có Chúa và một ngày mới. Một ngày mới lớn lên thì vẫn hăng say lo cho sứ vụ của mình, bởi vì có Đức Kitô luôn ở cùng. Và để tiếp theo chương trình, để đóng góp cho việc mừng tân linh mục Giuse Phạm Anh Khoa ngày hôm nay, chúng con xin được trân trọng giới thiệu và mời lên đây quý thầy học viện Trọng Chúa Cứu Thế sẽ gửi đến cho toàn thể quý vị có những ca khúc mà quý thầy đã chuẩn bị trước. Xin mời quý thầy cũng lên sân khấu để dành tặng cho ca mới của chúng ta cũng như tất cả gia đình và quý thân nhân xa gần, quý quan khách một ca khúc để gửi đến để dành tặng cho tân linh mục. Xin mời quý thầy. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khách, gia đình học viện Thánh An Phong Sâu của chúng con rất vui khi hôm nay được tham dự ngày lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Phạm Anh Khoa. Giờ đây thì tập đoàn học viện chúng con xin được gửi đến tất cả quý cha quý khách đã tham dự bữa tiệc. Bài hát đầu tiên, bài hát có tựa đề Theo Chúa, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm. Thank you.
Kính thưa quý cha cùng toàn thể quý khách, gia đình dòng chúc quý thế chúng con có truyền thống đã không lên sân khấu thì thôi, mà lên thì sẽ chắc chắn phải hát từ 2 bài trở lên. Sau đây chúng con xin gửi tới tất cả quý cha cùng toàn thể quý khách bài hát tiếp theo, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm, bài hát Hát Lên Người Ơi. Hey! Hey! Hey!
khách và chúc mừng cho linh mục. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúng con đã nhận được một số bài hát cũng như một số điệu nhảy của các thân nhân, ân nhân và quý khách xa gần đã đăng ký với ban tổ chức của chúng con. Sau đây con xin được giới thiệu bài hát đầu tiên thuộc ca đoàn Sang Quê của giáo xứ Trung Quốc Thế Tùng Lâm Đà Lạt, một bài hát có tựa đề Hạt Lúa Mì, và con xin được trân trọng giới thiệu và mời lên đây ca đoàn Sang Quê giáo xứ Trung Quốc Thế Tùng Lâm Đà Lạt. Xin mời quý ca đoàn lên bước lên sân khấu để gửi tới cộng đoàn một ca khúc hết sức ý nghĩa, một bài hát có tựa đề Hạt Lúa Mì, và xin tổng kính mời. Dạ, với cái niềm vui hôm nay mừng tân linh mục, thế là ca đoàn Sang Quê chúng con có một tiết mục gửi tới cha tân linh mục và quý cha và quý khách, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Giờ đây chúng con Hạt Lúa Mì để xin gửi tới cha khoa tân linh mục và quý cha cùng quý vị, chúng con xin được phép bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời dường thế không chết đi không thôi đi thì nó chỉ chờ trôi một mình thôi và nếu mang dòng nào đời dường thế mà chết đi vì hiến dâng thì nó phát sinh là nhiều bốn phạt. Quý sơ cùng tất cả quý ông bà anh chị em rất thân mến, đặc biệt là ở nơi giáo xứ Cần Thạnh. Khi con vừa bước lên trên sân khấu thì đa phần giáo dân giáo xứ Cần Thạnh đều biết con là ai, là bởi vì ngay cả các em thiếu nhi cũng biết nữa, cho chạm vào tay cái. Là bởi vì xin thưa là con có duyên với vùng đất Cần Giờ này. Năm 2019 khi con về đây con giúp hè, lúc đó là con giúp cho cha bề trên, cha du xe hồi đắc tâm. Thì khi con được chịu chức linh mục lên Tổng giáo phận Sài Gòn thì con lại được Đức Tổng giáo mục Giuse gửi con về vùng Cần Giờ này, để thành ra con có duyên với vùng Cần Giờ này và đặc biệt là ở nơi giáo xứ Cần Thạnh. Nên ngày hôm nay anh em tất cả chúng con bên đại chúng viện thánh Giuse thì sẽ gửi tặng một ca khúc đến cha mới, chúc cho cha mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và nhiều ơn lành của Chúa trên con đường sứ vụ mới. Xin cảm ơn. Chào một tay được không ạ? Wow, chào
xem. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt nên anh cũng đã tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Vì Chúa đã đọc ban cuộc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nơi hoan kia, Chúa đã tôn lên một niềm tin chúng kia. Đời con là tiếng hát công ngợi, ca khen muôn đời, lời tạ ơn Thiên Chúa. Vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban, cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc gian nan, Chúa đã thương ban, niềm cậy trong miên man. Thank you.
cao sân quý cha, dòng chúng cứ thế tận giờ về đây. Phải nói là những người đàn em, những người theo gót quý cha dòng chúng cứ thế hôm nay đứng đây để nói lời cảm ơn chân thành đến quý cha dòng chúng cứ thế đã tạo mọi điều kiện mở mang để quý cha linh mục của giáo phận Sài Gòn có thể hiện diện ở nơi này. Đấy, xin cảm ơn quý cha quý thầy rất nhiều. Và quý cha quý thầy mà về Cần Giờ để giúp xứ có rất là nhiều cái ngỡ ngàng, thậm chí là đi đường bị té xe, lăn xuống cả ao tôm, đứng dậy lồm cồm bò dậy, nên là người ta không bắt đền bởi vì có thể làm hỏng ao tôm của người ta. Lần đầu tiên thì con làm thầy về đây giúp xứ, cũng giúp ở cái xứ này cách đây 10 năm, cho nên là con đã có một cái cảm xúc và viết một bài thơ và khổ một bài nhạc nho nhỏ để tặng tất cả quý vị ở đây. Về Cần Giờ lòng bao bâng khuâng, vượt ngàn đường xa qua hai cánh rừng, như đôi tay ôm tôi vào lòng, xanh hương thơm đứng trước Cần Giờ. Người Cần Giờ hiền lương yêu thương, chung tay xây đắp quê hương rạng ngời, đem yêu thương sưởi ấm lòng người, mong mai sau hạnh phúc nước trời. Ôi thương quá ôi Cần Giờ ơi, biển bao la trên những cánh rừng, cô nhân thắm non sông đất Việt đẹp mặn mà tình nghĩa Cần Giờ. Về Cần Giờ lòng bao bâng khuâng, vượt ngàn đường xa qua hai cánh rừng, như đôi tay ôm tôi vào lòng, xanh hương thơm đứng gần Cần Giờ. Người Cần Giờ hiền lương yêu thương, chung tay xây đắp quê hương rạng ngời, đem yêu thương sưởi ấm lòng người, mong mai sau hạnh phúc nghìn đời. Ôi thương quá ôi Cần Giờ ơi, biển bao la chen những cánh rừng, tô nhạt thắm non sông đất Việt đẹp mặn mà tình nghĩa Cần Giờ. Dạ, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Đây là cha chánh xứ của chúng con á, cha chánh xứ đang hiện tại ở giáo xứ An Thế Đông, và ngài đặt chắc luôn hai giáo điểm là Doi Lầu và An Nghĩa. Và đây là con là cha phó một cho ngài, và đây là cha phó hai của ngài. Và nếu mà quý vị á, có đi ngang qua Cần Giờ, nếu mà ghé Cần Thật tắm biển ăn hải sản á, nếu có thời gian á, thì ghé An Thế Đông, Doi Lầu và An Nghĩa của chúng con nhé. Còn chúng con xin hết lòng cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi quý cha và ông bà anh chị em.
những con qua in dấu chân yêu thương tuyệt vời, ngài vác trên vai đường theo Chúa có đáng ngại chi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin trao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với xác hồn xin trao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững. Đây là đời con với xác hồn xin trao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Thank you.